nó có rất là nhiều triệu chứng như vậy. Nhưng mà bây giờ theo như khuyến cáo đó, thì theo về các hiệp hội tĩnh mạch đó, thì người ta chia nó ra làm 6 độ nha mọi người, để phân biệt được là cái suy tĩnh mạch của mình nó là nhẹ hay nặng. Thì bác sĩ Trí sẽ cho mọi người xem những cái phân độ tĩnh mạch. Đây mọi người xem, thực ra là nó sẽ có 6 độ. Độ không tức là mọi người sẽ có những triệu chứng nhẹ thôi, ví dụ như là mình bị căng tức, mình bị mỏi chân, mình bị chuột rút nha, đó là độ không. Còn khi mà bước qua độ 1 rồi thì mọi người sẽ bắt đầu là xuất hiện nè. Mọi người có thấy rõ cái bảng này không ạ? Mọi người có thấy là rõ cái bảng này đúng không? Nếu mà bước qua độ 1 á, thì mọi người sẽ bắt đầu là những cái tĩnh mạch của chân của mình á, sẽ giãn ra và nó sẽ có những cái hình giống như là mạng nhện vậy đó. Và nó mạng nhện như vậy thì sao? Lúc này thì những cái mạng nhện này tĩnh mạch mình nó nhỏ thôi nha mọi người, nó hình mạng nhện nhưng mà kích thước nó nhỏ thôi đó. Nhưng mà nếu nặng hơn nữa thì những cái tĩnh mạch này nó bắt đầu nó bị ứ trệ nhiều hơn và nó phình to ra. Lúc này là kích thước của nó lớn hơn 3 mm á, thì người ta gọi là xếp vào nhóm độ 2. Thì mọi người nhìn bên cái độ 2 á, mọi người nhìn bên độ 2 thì mọi người thấy là những cái tĩnh mạch nó nổi rõ hơn rất là nhiều, to hơn rất là nhiều đúng không? Đó. Rồi khi mà bước qua cái độ 3 rồi á, thì mọi người lúc này mọi người nhìn thấy là cái chân này nè, hình ảnh cái chân là đang bị sưng phù nè rồi đó, thì mọi người thấy rõ cái chân nó bị sưng ha. Rồi tiếp tục bước qua độ 4 là lúc này cái da của mình nó sẽ thay đổi màu sắc, lúc đầu nó sẽ có màu xám hoặc màu tím, nó xuất hiện những cái vết chàm nha. Đây là những cái biểu hiện của cái tình trạng ứ máu lâu ngày và cái da của mình nó bị thiếu máu nuôi nha. Đó, tiếp tục bước qua độ 5 á, nó sẽ có những cái vết loét. Đây là những cái hình ảnh nó rất là điển hình của những cái giai đoạn suy tĩnh mạch nha mọi người. Độ 5 thì nó sẽ xuất hiện những cái vết loét nhưng mà nó gọi là nó dễ lành á, vết loét nhưng mà sau đó là nó lành. Còn nếu mà qua độ 6 á, thì nó loét nhưng mà lúc này điều trị nó rất là khó lành và bắt đầu nó nặng nề hơn. Đó là hình ảnh của cái vết loét ở hình độ thứ 6 ha. Đó, mọi người thấy, bác sĩ thấy là cái hình này nó rất là đầy đủ, nó phân độ về các mức độ nặng của suy tĩnh mạch từ nhẹ tới nặng. Thì thông qua cái hình này thì mọi người mới thấy á, đa số mọi người là sẽ không có biểu hiện triệu chứng quá nặng đâu. Tuy nhiên á, nếu như mà mình điều trị không tốt á, thì có thể là mình sẽ diễn tiến tới những cái lúc mà nó nặng nề như thế này, nó sẽ tới độ 5, độ 6 nha mọi người. Đó, lúc này sẽ là cái chân của mình á, thì nó sẽ bị thay đổi màu sắc và có những vết loét rất là nghiêm trọng ha. Mọi người xem thử là mọi người đang ở trong độ mấy nha. Nếu như mà mọi người có cảm giác là nặng chân này, tức chân này và chuột rút á, là mọi người đang xếp độ không thôi nha. Nếu mà mình nói chỉ để nhắc lại nha, nếu mà mọi người cảm giác là căng tức cái chân hoặc là chuột rút á, là nó đang xếp vào cái độ không thôi nha mọi người. Mọi người bình luận cho bác sĩ Trí là giãn tĩnh mạch độ mấy nha, mọi người bình luận là giãn tĩnh mạch và độ mấy, thử xem là mọi người đang xếp hạng độ mấy nha. Rồi tiếp tục bác sĩ Trí sẽ qua hướng dẫn cho mọi người là mình sẽ điều trị cái gì. Thì chắc là nhiều của bác anh chị mình đã từng nghe rồi, nó sẽ có nhiều phương pháp điều trị đúng không? Trước khi vào qua phần điều trị, bác sĩ Trí sẽ nói sơ qua thêm mọi người một hiểu một chút xíu là ngoài những cái biểu hiện này nè, thì suy tĩnh mạch nó sẽ có thêm một số cái vấn đề nguy hiểm nha mọi người. Đó, hồi nãy giờ thì mọi người chưa nghe nhắc tới. Đầu tiên á là nếu như mà cái tình trạng máu mà nó bị ứ ở tĩnh mạch lâu ngày á, nó có nguy cơ nó sẽ tạo ra thành một cái cục máu đông, nó nằm ở dưới chân á. Bất kể vị trí nào trên cơ thể mình, nếu mà có vấn đề gì đó mà máu nó hạn chế lưu thông, máu nó bị ứ trệ lại, thì lúc này nó sẽ dễ tạo thành một cái cục máu đông. Và trong trường hợp suy tĩnh mạch á, nó sẽ tạo thành một cái cục máu đông, nó nằm ở trong cái tĩnh mạch dưới chân á. Và vậy thì cái cục máu đông này nó có gì nguy hiểm hay không? Cục máu đông hay còn gọi là cục huyết khối nha mọi người, cục huyết khối nha. Thì cái cục máu đông này một ngày nào đó xui xui á, nó sẽ trôi từ cái tĩnh mạch ở chân mình, nó đi lên tim. Lúc này nó sẽ lên tim mình, nó sẽ nằm tim bên phải nha mọi người. Cái tĩnh mạch thì nó máu nó sẽ về tim bên phải và tim bên phải nó sẽ bơm lên phổi mình và nó sẽ gây ra một cái bệnh cảnh vô cùng nguy hiểm, đó chính là bệnh cảnh thuyên tắc phổi. Đó, tức là cái dòng máu từ tim mà bơm lên phổi á, nó bị tắc đột ngột, nó gây ra cái bệnh lý thuyên tắc phổi. Đây là một bệnh lý rất là nguy hiểm nha. Đó, mọi người nhớ cái bệnh lý đột quỵ không? Đột quỵ tức là nhồi máu não á, thì là tim bên trái nó bơm cái cục máu đông lên trên não đúng không? Đó, hoặc là nhồi máu cơ tim á, tức là cũng là cái cục máu đông từ tim bên trái, nó sẽ bơm vào những cái động mạch vành. Còn thuyên tắc phổi tức là những cái cục máu đông mà từ chân này nó trôi lên tim phải và nó bơm lên phổi nha. Cho nên đây là một trong những cái biến chứng rất là nguy hiểm của cái bệnh lý suy tĩnh mạch nha. Tiếp tục nữa, khi mà mọi người nhìn thấy cái độ thứ sáu, thứ năm, thứ sáu là mọi người thấy là những cái vết loét này nè. Nếu như những cái vết loét này mà điều trị không tốt á, thì nó càng ngày nó càng nặng và nó bị nhiễm vi trùng. Thì lúc này cái vết loét này nó chỉ không chỉ là nó nặng nề ngay chỗ vị trí cái chân không đâu,
mà nếu mà nhiễm trùng mà điều trị không tốt thì nó sẽ nhiễm trùng vào máu nha, người ta gọi là nhiễm trùng huyết. Thì rất là nhiều cô bác anh chị mình đã từng nghe rồi, mình đã nghe tới cái bệnh nhiễm trùng máu rồi đúng không? Bất kỳ vị trí nào bị viêm, bị nhiễm trên cơ thể nếu mà mình điều trị không tốt thì sau đó nó sẽ đi nhiễm trùng vào máu, và nhiễm trùng vào máu nó sẽ đi nhiễm trùng toàn thân nha. Rồi tiếp tục bác sĩ Trí sẽ hướng dẫn cho mọi người những cái biện pháp điều trị. Về các biện pháp điều trị á, thì bác sĩ Trí sẽ giới thiệu sơ một số biện pháp thôi, mình sẽ tập trung vào cái phần mình điều trị tại nhà như thế nào, rồi những biện pháp tại bệnh viện thì mình sẽ điều trị tại nhà như thế nào và mình sẽ phòng ngừa như thế nào ha. Vậy thì khi mà mọi người bị suy tĩnh mạch á, thì mình sẽ có kết hợp nhiều biện pháp điều trị với nhau nha. Đó, thì nếu như mà độ nhẹ đó, thường là mọi người nếu mà nằm trong cái độ không thôi, tức là mọi người bị chuột rút nè, mọi người bị mỏi chân á, mọi người bị vọt bã á, thì thường thường là mọi người sẽ dùng các loại thuốc là được nha. Mình sẽ dùng một số loại thuốc, bao gồm thuốc uống và thuốc bôi, thì nó sẽ giúp cho mọi người là giảm được cái triệu chứng rồi ha. Đó, rồi khi nào mà mọi người mang vớ, thường là khi mà cái tĩnh mạch của mình nó giảm tới cái độ 2 á, là mình sẽ mang vớ nha mọi người. Đây, mọi người nhìn lại, thường thường là khi mà mang vớ là khi mà cái tĩnh mạch của mình mà nó giãn to rồi, thường thường là giãn to thì mình sẽ bắt đầu mang vớ. Thì một số trường hợp á, mình nếu mà mình giãn tĩnh mạch mà độ 1 á, thì mọi người vẫn có thể là mang vớ được, nhưng mà thông thường là cái mang vớ nó sẽ áp dụng cho cái độ 2 ha. Nếu mà nặng hơn nữa thì nhưng mà chắc là mọi người đã từng nghe những cái biện pháp như là mình sẽ chích sơ, tức là những cái tĩnh mạch mà nó nổi trên bề mặt da đó, mình sẽ chích, mình là sàm sơ teo cái tĩnh mạch đó đi, hoặc là mình đốt laser, tức là mình đốt luôn cái những cái tĩnh mạch nó bị nổi lên như vậy ha, hoặc là mình phẫu thuật mình cắt bỏ luôn những cái tĩnh mạch mà nó bị nổi rõ như vậy. Thường là sẽ từ giai đoạn 2 và giai đoạn 3 trở đi thì mọi người sẽ áp dụng những biện pháp này. Thì nếu như mà giai đoạn 0, giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì mọi người sẽ áp dụng những biện pháp nhẹ, ví dụ như là mình uống các loại thuốc, mình mang vớ là chính nha. Và cho dù á là mọi người đang ở mức độ nào, từ độ 0 tới độ 6, thì cũng có một biện pháp điều trị vô cùng quan trọng mà lúc nào mọi người cũng bắt buộc phải thực hiện. Đó chính là biện pháp gọi là thay đổi lối sống nha. Tức là những cái điều chỉnh vấn đề ăn uống và tập luyện, những cái thói quen hàng ngày, nó vô cùng quan trọng để mà điều trị các bệnh lý suy tĩnh mạch. Cho dù là mình đã bị độ nhẹ hay là độ nặng thì mình đều phải áp dụng hết nha. Đó, thì mọi người đã hiểu được những biện pháp điều trị đâu đó mà mình sẽ dùng các loại thuốc nha, bao gồm thuốc uống hoặc là thuốc bôi, mình sẽ mang vớ, mình chích sơ hoặc là mình sẽ phẫu thuật nha. Thì trong những biện pháp mà gọi là biện pháp điều trị tại nhà, biện pháp điều trị tại nhà hoặc là những biện pháp gọi là mình phòng ngừa đó, những cái biện pháp này, những cô chú anh chị nào mà mình đã bị bệnh suy tĩnh mạch rồi thì mình cũng áp dụng để mà nó giúp cho mình giảm được cái triệu chứng, giảm được cái mức độ nặng của suy tĩnh mạch. Còn những cô bác anh chị nào mà mình chưa bị suy tĩnh mạch thì mình vẫn có thể áp dụng những biện pháp này để mà gọi là phòng ngừa nha. Chúc mừng bạn đã xem hết video của bác sĩ Trí ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ các video mới nhất, bạn hãy nhấn đăng ký kênh của bác sĩ Trí ở hình tròn chính giữa. Bạn cũng có thể xem các video tiếp theo của bác sĩ Trí ở bên tay trái hoặc ở bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.